Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã gặp không ít khó khăn sau khi công bố các dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến và những con số lạm phát nghiêm trọng trong tuần vừa qua. Sau khi giá vàng đã đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp, nhiều chuyên gia cho rằng đà giảm có thể sẽ kéo sang cả tuần này. Ở trong nước, bất chấp giá vàng thế giới như đang lượn tàu siêu tốc, tăng giảm liên tục, giá vàng trong nước cứ đồng đỉnh đứng ngoài cuộc chơi. Mức chênh lệch ở cả hai thị trường trong nước và thế giới hiện nay đứng tại 14 triệu đồng một lượng. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 53 triệu 550 nghìn đồng một lượng và 54 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 120 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 800 nghìn đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng và 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 900 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 150 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 750 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 250 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 270 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 030 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 400 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 66 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 20 triệu 691 nghìn đồng một lượng đến 53 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 22 triệu 691 nghìn đồng một lượng đến 54 triệu 450 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Sacombank. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chứng kiến tuần giảm thứ tư liên tiếp do thị trường lo lắng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ phải mạnh tay hơn nữa để đưa lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.
Các thị trường đã bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế mạnh hơn dự kiến và những con số lạm phát nghiêm trọng trong tuần vừa qua. Vàng đã gặp không ít khó khăn sau khi các dữ liệu được công bố, với giá vàng giao ngay trên sàn COMEX đã giảm 1,3% trong tuần và chốt tuần ở dưới mức 1.850 đô la Mỹ. Chiến lược gia trưởng hàng hóa toàn cầu, ông Pat Mihalek của TD Securities nói rằng lạm phát sẽ khó xử lý hơn nhiều người dự đoán. Chúng tôi đã xác nhận rằng dữ liệu kinh tế là vững chắc. Động thái tiếp theo của Fed có thể là 50 điểm cơ bản và ngân hàng trung ương có thể sẽ không dừng lại ở đó. Điều đó có nghĩa là lãi suất sẽ cao hơn trong thời gian dài hơn. Sự phục hồi trở lại của đồng đô la đang là trở ngại lớn đối với giá vàng. Ông Mihalek nói rằng ngày càng có nhiều người nghi ngờ khả năng đồng đô la Mỹ sẽ suy yếu nhanh chóng. Đối với những người đầu tư dài hạn, nhà phân tích thị trường cấp cao ông Edward Moza của Onda khuyên rằng họ nên theo dõi hai động lực chính. Đầu tiên là những kỳ vọng mới về việc thắt chặt thêm của Fed. Fed rõ ràng sẽ tiếp tục lộ trình thắt chặt tích cực của mình. Mức 50 điểm cơ bản khiến nhiều nhà giao dịch giật mình. Mặc dù việc tăng lãi suất thêm nửa điểm có thể sẽ không diễn ra, nhưng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 3, tháng 5 và có thể là vào tháng 6. Yếu tố thứ hai cần theo dõi là rủi ro suy thoái. Lo ngại sẽ bắt đầu tăng lên khi Fed tiếp tục tăng lãi suất. Ông lưu ý, thị trường sẽ dần tin rằng kinh tế sẽ cần về suy thoái để đưa lạm phát về với mức mục tiêu. Và tất cả những đồn đoán về suy thoái kinh tế đều tốt cho giá vàng. Các nhà phân tích phần lớn vẫn trung lập với vàng trong ngắn hạn khi họ thấy mức 1.800 đô la Mỹ một ao có khả năng được giữ vững. Tôi không nghĩ 1.800 đô la Mỹ sẽ bị phá vỡ. Đó là mức hỗ trợ rất mạnh. Tuần này, các nhà phân tích sẽ xem xét biên bản cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2023 của Fed. Dữ liệu chỉ số quản lý thu mua, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi, đây chính là thước đo lạm phát ưa thích của Fed và phát biểu của các quan chức khác của Fed. Về dài hạn, ông Pat Mihalek lạc quan cho rằng kim loại quý có thể sẽ đạt mức 2.000 đô la Mỹ một ounce vào cuối năm nay hoặc là đầu năm 2024. Thị trường sẽ phản ứng khi việc xoay trục thực sự xảy ra. Câu hỏi đặt ra là liệu nó sẽ diễn ra vào cuối năm 2023 hay là đầu năm 2024. Khi nền kinh tế chậm lại, Fed sẽ nhận ra rằng hoạt động kinh tế chậm lại sẽ gây tổn hại nhiều hơn là đưa lạm phát xuống với mục tiêu là 2%. Dù vậy, hiện vẫn có nhiều ý kiến trái chiều khi dự báo về diễn biến của giá vàng trong tuần này. Cuộc khảo sát về xu hướng của giá vàng của hãng tin Kikuniu cho thấy, với 17 nhà phân tích trên phố Wall tham gia, thì kết quả có đến 13 người, chiếm tỷ lệ 76% nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm. Duy nhất chỉ có một người nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng. Còn lại, 3 nhà phân tích có ý kiến trung lập. Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường bán lẻ tuần này thu hút 831 nhà đầu tư cá nhân tham gia, thì tỷ lệ có ý kiến dự báo tăng vẫn cao nhất, với 374 người, chiếm tỷ lệ 45%. Tuy nhiên, số người nhận định vàng tiếp tục giảm cũng sát đó với 327 người, tương đương với 39%. Trong khi 130 nhà đầu tư còn lại, tương ứng với 16% nhận định giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.